và Phong Cần TV sẽ sánh vai cho Sơn Tinh lao xuống đánh nhau với cả Thủy Tinh Canon TV. Yeah! Hello và chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình nhá. Mình là Mr. Vịt đây bạn ơi. Và hôm nay thì chúng ta cùng nhau quay trở lại với cả một cái video vlog nữa của mình. Thì có lẽ đây là sẽ là một cái vlog cực kỳ đặc biệt ở trong số tất cả những vlog mà mình đang đăng trong thời gian vừa qua. Bởi vì đây là kể về cái chuyến hành trình đầu tiên, khi mà ngày đầu tiên mình nghe tin Simi bị bệnh và mình quyết định sẽ ra Huế luôn nha anh em. Đấy, dẫn Vịt vàng đi chơi này. Đây là ngày đầu tiên mà mình dẫn cái ba lô vịt của mình đi. Nếu như bạn nào theo dõi Facebook của mình thì đã biết là hôm vừa rồi mình có mua một cái ba lô hình con vịt rất là cute luôn nha anh em. Và đây là lần đầu tiên mình sử dụng cái ba lô này. Nói thì hơi đắt chứ tôi không nghĩ lần đầu tiên tôi dùng nó là tôi ra Simi, đưa Simi đi khám bệnh luôn ba. Đấy, và đây là cái khung cảnh máy bay khi mà tôi đang bay lên và tôi đang quay cho mọi người coi. Bên cạnh tôi là một con camui siêu to khổng lồ đang nằm ngủ và không cần biết trời đất trời lì luôn. Ê, bây giờ mình mới nhận ra mà bà camui có một cái năng lực đặc biệt luôn nha anh em. Đấy là cứ lên máy bay là bà ấy sẽ lăn quay ra ngủ, không cần biết trời đất là gì luôn. Người ta đi máy bay thì người ta muốn ngồi ngắm cảnh bình minh, ngắm cảnh hoàng hôn hay ngắm mây ngắm trời, nhưng camui cứ lên máy bay là nằm ngủ bất cần luôn anh em. Nhưng mà tôi thì vẫn thức nên tôi đã chụp được cảnh này, các bạn nhìn thấy không? Đây là một cảnh hoàng hôn của trời, mặt trời khi mặt trời đang gọi là bắt đầu xuống núi luôn nha anh em. Và nói chung là mọi thứ rất là đẹp, trừ cái con lùn 1m50 bên cạnh mình, nó ngủ một cách bất cần luôn nha bạn, không biết trời đất là gì luôn. Nhìn nào, bây giờ có ai đấy bay nó ném nó khỏi máy bay chắc nó không biết luôn các bạn. Đậu xanh sau một hồi bay thì cuối cùng mình cũng đã đến nơi rồi. Và các bạn hãy nhìn đây, đây chính là cái chỗ mà mình lấy vali xuống sân bay luôn nha anh em. Và tự dưng mình cảm thấy mình may mắn vãi chuối bởi vì mình mới đổi vali, nên là cái vali của mình màu vàng sẽ rất là đẹp và gọi là rất là dễ tìm luôn, nhìn phát biết ngay ấy. Nhưng mà nói chung là vẫn phải chờ một lúc bởi vì vali của mình ra lâu vãi cả chuối ra. Hey, cứ đứng mỗi lần đứng chờ này tôi cảm thấy hơi sốt ruột các bạn ạ, bởi vì là không biết là cái vali của mình có ai cầm nhầm không. Nope. Nãy có một người cầm nhầm vali màu vàng của mình, chắc mình chết luôn quá, nhưng mà vali mình nhỏ hơn. Ok, và sau đó thì chúng tôi đã đến Huế, nhưng mà bây giờ thì cũng là trời tối ban đêm rồi, nên là cái việc bắt xe đi rất là khó luôn. Đứng chờ một lúc thì chúng tôi mới có xe và cuối cùng thì cũng đã về đến nhà Mù Chí Bèo nha anh em. Đây chính là Phong Cận đẹp trai và Canon đẹp trai. Yeah. Nhà Simi thì rất là rộng luôn nha anh em. Và lúc mình đến thì ba má Simi đã đón tụi mình rồi. Sau một hồi ngồi chơi với nhau thì tụi mình bị đuổi hết ra khỏi phòng. Các bạn biết để làm gì không? Để sử dụng cái máy này nè các bạn. Mình đố bạn nào biết máy này là máy gì luôn, các bạn comment xuống dưới cho mình biết. Mình đếch biết cái tên máy là gì luôn á. Ví dụ nhìn vào chúng ta biết đây là máy hút bụi nè, hay là máy giặt hay tivi tủ lạnh, nhưng mà mình không biết máy này gọi là máy gì luôn. Mình tạm gọi máy này là cái máy phun xương luôn nha anh em, máy để tiêu diệt Covid đấy anh em, chỉ có nhà Simi có thôi nha. Sáng ngày hôm sau thì chúng mình đã thức dậy và cùng nhau đi ăn một bữa ăn tại một cái quán chay gần nhà mèo Simi. Nếu như các bạn không biết thì nhà mèo Simi là bố ba má Simi đều theo đạo Phật và đều ăn chay trường nha các bạn. Tức là ngày nào cũng ăn chay luôn. Và đây là Camui. Đấy các bạn nhìn outfit của Camui ngày hôm nay trông kỳ cục không? À thực ra không phải mình Camui đâu các bạn, mà nguyên hội chị em luôn nha anh em. Đứa nào cũng biến thành Na Cha luôn á, đậu xanh rồi đó. Mỗi đứa hai cái búi tóc nhìn trông đến kỳ cục luôn. Nhưng mà đây chính là cái outfit bởi vì bọn mình quyết định là sẽ ra biển vào ngày hôm nay. Trước khi mà mình đưa Simi ra ngoài Hà Nội đi khám bệnh thì chúng mình sẽ có một cái bữa đi biển rất là vui với nhau. Và hôm nay tất cả mọi người đều đã dậy sớm ăn sáng và bây giờ thì chúng mình sẽ chuẩn bị lên xe để cùng nhau một phát lao thẳng ra biển. Và mình tiết lộ cho bạn nha, bãi biển lần này chúng mình đi á sẽ không giống như bãi biển lần trước chúng mình coi trong cái vlog mà Hero Team đi tắm biển đâu. Đây sẽ là một bãi biển khác hoàn toàn luôn nha. Và cùng để xem nó có gì mới thì hãy chờ nha. Còn bây giờ thì chúng ta đi thôi. Chúng ta đã đến nơi rồi nè. Wow, cái bãi biển trông nó đẹp vãi chúa luôn nha anh em. Và chúng mình đã đậu xe ở bên gần bờ biển. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiến ra biển
Đấy, tất cả hội chị em đều có outfit, nhưng mà hội anh em tôi chả mang gì cả, mang mỗi một cái quần một cái áo thôi. Hội chị em nào là mang phao nè, nào là mang áo chùm quàng chống nắng nè. Nói chung là rất nhiều phụ kiện để chuẩn bị cho một bữa đi chơi biển tưng bừng luôn. Nếu như các bạn để ý ấy, thì cái bãi biển này nó đẹp vãi chúa luôn các bạn. Nó được đầu tư trang trí các mô hình nè, đầu tư trang trí cảnh quan nè, trông cực kỳ ok luôn. Nếu như bạn nào để ý thì nó đẹp hơn cả bãi biển lần trước luôn nha các bạn ơi. Hàng cây dừa nhìn đúng phê luôn nha. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với những trải nghiệm đầu tiên ở bãi biển này nào. Đây thì giới thiệu bạn, đây là Na Cha đi biển nha bạn. Na Cha. Na Cha to là Na Cha. Na Cha nó dành ta. Okay, sống trên bạn. Đời đừng dễ thương giống như mình nha. Đừng dễ thương giống như mình nha. Đó, các bạn nhìn Na Cha đi biển nào. Đó, Na Cha chậm đầu lún cát đấy ghê không? Đây ơi Sim. Ủa đi đâu vậy? Em đi chơi anh đó, nhìn ông biển rất là đẹp luôn. Bỏ dép ra đi, bỏ dép ra đi. Ai, đồ đẹp không? Tông sẹt tông luôn mọi người, xanh lè. Đó, các bạn hãy nhớ ghi nhớ lại hình ảnh này của Sim nhé bạn. Bởi vì ít nhất khoảng 1 tháng nữa các bạn mới thấy Sim nhảy nhót này. Một tháng nữa lại thấy Sim quẻ quạt. Cả lớp. Vậy là em đứng ở lúc khác không vậy? Đây đi chơi trước khi lên hết rồi. Ok, sau một hồi mà chúng mình ngồi check in chụp ảnh thì bây giờ mọi người vẫn đang ngồi đây để chờ đợi điều gì. Chúng mình đang chờ trời cho nó nắng bớt nắng đi anh em ạ, không thì nó nắng vãi chuối ra. Biển mà chạy ra là mình biến thành con vịt quay luôn anh em. Đây là anh Long nha bạn, đậu xanh cái gì ấy. Cái mặt gì ơi, nhìn trông tếu. À đủ. Nhìn mặt ông tếu dữ ấy. À thứ nhất là ông nhảy xuống biển rồi ba. Alo. Gì cái ấy? Thứ hai là các em chưa đi xuống biển mà ông Long đã nhảy xuống biển rồi. Tính ra bọn mình chưa chụp với nhau một cái ảnh chung luôn nha các bạn. Bởi vì lúc này là mọi người đang đứng chờ cho nắng xuống bớt một xíu là bọn mình sẽ ngồi chụp cùng nhau một cái ảnh thật là đẹp. Và sau đó thì mới đi tắm biển. Chưa gì anh Bùn đã đi tắm biển rồi. Hư cấu thật. Đây là dàn gọi là mỹ nữ đi tắm biển đấy, sẽ mặc đồ như này đây các bạn. Đó. Không một bạn nào gọi là dám mặc đồ bikini hai mảnh luôn, bởi vì nếu mà mình đăng lên kênh YouTube sẽ bị các bạn chê là phản cảm 18+. Nên chúng mình chỉ mặc đồ như thế thôi. Và trong lúc mà bọn mình chờ á thì chúng mình đã quyết định gọi ra một món đặc sản của biển, đấy chính là nước dừa. Mình đã gọi một khoảng hình như đâu đấy mình nhớ không nhầm là 7 trái nước dừa thì phải. Và sau đó nạo cả cơm ra bạn, nạo cả cơm dừa ra ngồi ăn luôn nha. Và sau đó thì chúng mình đã quyết định là đi chụp chẹt vài bức ảnh nữa trước khi lao ra biển. Tên tôi là à ok. Đóng nhau á. Yeah. Bắt chèn. Ok. Chatter Queen and Chatter. Chatter Queen and Chatter. Lên từ chiến nỗ lực của bản thân, tinh thần đoàn kết 8 người như một. Dù có cùng cha, cùng mẹ sinh ra nhưng vỡ xem nhau. Anh em chỉ cố chưa từng lùi bước cho những thất bại. Đam mê bùng cháy vẫn còn trên vai. Cái tên được nhắc không đâu xa lạ. Nhóm siêu anh hùng hay đâu tên chưa ai. Hình như ban đầu vẫn còn không khó, nhưng vì tài năng luôn lại được vốn có. Từng bước tiến vào con đường YouTuber, mặc lờ thiên hạ dèm pha hay dòm ngó. Đã hết tâm huyết vào từng sản phẩm, không mà danh lợi đơn tiền để trong kho. Chỉ mong anh em phải giữ lấy nụ cười dù có vấp ngã vẫn không được từ bỏ. Cái tôi luôn ở phía thấp để lấy tình cảm anh em làm đầu. Vẫn là từng giây. Biển hôm nay thì nóng vãi cả chuối luôn nha các bạn. Nope. Tất cả mọi thứ không gian ở quanh đây đều ok, nhưng mà không hiểu sao là bờ biển hôm nay khá là nóng, nhưng mà được cái nước ở đây nó đẹp. Các bạn nhìn kìa, chúng ta còn có thể nhìn thấy cả đáy biển luôn nha các bạn. Và mình lúc nào cũng thích cái cảm giác mà được đi một mình trên bờ biển các bạn. Nhìn nó thơ mộng, nó đíp xịp vãi cả chuối à. Hôm nay thì tôi lại tiếp tục không xuống tắm nha anh em. Thực ra là nhiều lần các bạn cũng hỏi mình là lý do vì sao không xuống tắm, thì mình có nhiều lý do để không tắm đâu anh em. Thứ nhất là tôi thích quay video mọi người hơn là tôi đi tắm. Thứ hai là tôi sợ đen. Thứ ba là tôi không biết bơi. Và thứ tư là nếu mà tôi nhảy xuống tắm á thì rất có thể là tôi sẽ không nhìn thấy gì, bởi vì tôi bị cận. Nên là tôi rất là lười xuống tắm, nên là tốt nhất là mình trở thành cameraman thì tốt hơn các bạn. Thế thì mình có cảnh quay gọi là mọi người bơi đùa với nhau vui vẻ như này. Đấy các bạn, chưa gì vào cái tất cả đã tổ chức một cuộc thi bơi, nhưng mà người ta bơi ở ngoài vùng nước sâu, nhưng mà Hero Team là tổ chức bơi kiểu bơi như mấy con ếch gộp ở trên cạn các bạn. Nhìn một cười vãi. Các bạn thấy Timmy cười có giống gọi là nữ hoàng của biển cả không?
có Phong Cận Nam gì kia, đậu xanh. Ấy tính ra tôi nhìn qua tôi tưởng Phong Cận là giống như kiểu đang bị chết trôi anh em, gì mà nó bơi bơi xong nó lềnh phềnh nhìn dữ rồi. Nope. Nhưng mà thực ra không phải đâu các bạn ạ, mà là Phong Cận và Kairon đang cố gắng thử thách cosplay theo mini world. Thử thách gọi là nằm lềnh phềnh trên nước, đố bạn nào nằm ở trên nước được trong mini world mà hình dáng như này ấy, các bạn nhớ comment xuống dưới cho mình biết nha. Sau một hồi Kairon đang tính gọi là ngụp lặn thì đã bị Sammy nhảy lên người. Và Sammy định làm gì kia? Sau một hồi thì Sammy quyết định là nhấn chim Phong Cận xuống dưới đáy biển rồi. Vâng, và cá mùi một màn ăn cơm chó rồi xong tèo. Tiếng kêu thảm thiết của một thanh niên. Một mảnh thảm sách. Bị cá voi đè. Các bạn ơi, bây giờ sẽ là tổ chức cuộc thi gọi là thi cõng bồ anh em, bồ em. Ok, đây, đừng lùi vô. Xíu nữa. Đây. Rồi, đứng đây. Anh em bạn, rồi, ok, đứng đây, bằng nhau chưa? Anh nhé bạn, đây sẽ là cặp đôi Sam Phong. Sam nghĩ gì về cuộc thi lần này? Em tự tin chưa Thảo? Với chỉ số cân nặng của Sam thì chắc không? Dạ. Ăn đù. Cái với vui là được. Với chỉ số cân nặng của em và cộng với chỉ số cân nặng Sim thì em nghĩ ai thắng? Vui là được anh ạ. Vui được đúng không? Rồi, ok. Rồi, ok. 3, 2, 1, go! Nhìn Mui ơi, Mui. Làm gì á? Tập bơi à? Mày tập bơi thì mày tập bơi ở cái chỗ đấy, ai để bơi được? Lôi ra ngoài kia, ném ra ngoài biển anh Bùi đây. Ném ra ngoài biển, đúng rồi. Rồi xong, tiên cá trên trời luôn. Ok, và bây giờ thì các bạn đã nhìn thấy một thiếu nữ đang bị lôi ra ngoài biển kìa, các bạn nhìn trông khổ tâm vãi chuối không? Đó, đang bị lôi ra ngoài biển một cách gọi là lôi sành sạch luôn anh em. Và chuẩn bị ném cá mùi xuống dưới đáy biển luôn. Mà cá mùi mà ném xuống biển thì chắc là cá ăn 3 ngày không hết đấy các bạn ạ. Hay, sau một hồi mình đứng ngắm mọi người tắm biển thì mình đã quyết định đi dạo bờ biển. Và mình phát hiện ra là ở bên này, bờ biển này á, nó có nhiều cái vỏ sò vãi chuối luôn nha bạn. Mấy cái vỏ sò nhỏ nhỏ nè. Mình cảm giác mà mình chỉ muốn hốt tất cả về và bây giờ chúng ta mang về mà chơi gắn nó lại với nhau thì có khi chúng ta sẽ vẽ được một bức tranh từ vỏ sò luôn á. Ui, nhiều vỏ sò vãi chuối nhưng mà cẩn thận kéo đứt chân nha, đi lại cẩn thận á, nó sắc lắm luôn á. Hey, đây là lần thứ 2 mà Hero Team đi biển rồi. Và cứ mỗi lần đi biển như này thì mình lại cảm giác rất là vui các bạn ạ, bởi vì là kia kìa, kia là team của mình kìa các bạn. Đó. Cứ mỗi năm là mình chỉ ước gì là mùa hè năm sau là mọi người vẫn sẽ được đi biển với nhau. Chứ bởi vì biết đâu là năm sau mọi người ghét nhau, mọi người không thương nhau nữa, không được đi biển nữa thì làm sao, nên là biết đâu đây là lần đi biển cuối cùng. Tôi nói sầm sàm với các bạn đừng tin nha, chứ còn Hero Team sẽ đi biển 10 năm nữa các bạn yên tâm. Ok, và sau một hồi đi biển khá là mệt thì mèo Simbi đã gọi là rụng rơi rồi, đã quyết định là chạy vào bờ để nghỉ ngơi. Tắm biển mệt lắm chứ đâu có dễ đâu. Simbi nói là bơi ngoài biển thì khá là mệt nhưng mà có vui không thì hỏi Simbi, Simbi vẫn vui các bạn ạ, mặc dù đang mang trong người một cái khối u gần 20 cm vẫn cảm thấy vui. Đậu xanh may mà phát hiện ra sớm, không thì tầm này hết đi bơi luôn. Đó, bây giờ mọi người thì cũng đã vào bờ rồi, ai cũng thấm mệt hết rồi. Phong Cận, Sammy, Kairon, anh Bùn đều mệt cả rồi các bạn ơi. Các bạn có thể cho rằng đây là một cô gái đẹp nhưng không. Đây. Theo. Trời ơi, cái quân què gì vậy? Chụp một cô gái rất đẹp vậy. Đi qua. Trời ơi, cái quân què gì vậy? Chết rồi. Ủa. Sao vậy? Em đổ máu gì đó. Cái gì vậy? Chắc là dặm trúng cái gì đó. Đứa to không? Không, không, nhỏ nhỏ ngay đây nè. Ôi, rồi không, cá chảy máu luôn rồi. Rồi không rồi, rồi. Đau lắm không? Không, bình thường. Xin chào bạn. Đây là Draco Malfoy. Trong Harry Potter đã xuất hiện tại bãi biển ở Huế. Em là hồi xưa em đi đóng phim mà anh không biết hả? Hả? Em có phép thuật. Xong trong một thời gian không đóng nữa mập lên. Xưa em có phép thuật gì ạ? À? Em có phép thuật. Phép thuật Queen biến hình. Ôi mày hẹp đấy. Giới thiệu các bạn. Phong Cận TV Facebook là Nguyễn Thanh Phong nha anh em. Mặc rất đẹp trai nha bạn. Hôm qua Phong vừa úp một cái ảnh đầu đẹp trai, bây giờ nó thành cái đầu gì? Đầu. Ok bạn, đây chỉ là cái đầu Phong à. Đừng đăng nhanh, cắt cái đoạn đầu cứt này. Yên tâm anh chỉ biết vậy chứ cứt rồi vẫn đăng mà. Em mọi người ăn, mọi người đói đúng không? Okay. Chim sang đắp gì vậy? Bánh kem, bánh kem cho mọi người ăn. Mình hy vọng là một số bạn không nghĩ thành người khác nha. Đây là cái bánh kem nha bạn.
Tim nghĩ gì? Tim cười ghê đi. Em đang coi TikTok anh ạ. Phần kem của Sam đẹp quá. Quá đẹp luôn. Trời ơi, cái quân quay. Ông đi. Em thả ta đi. Thả ta tự bán này, người bán của ta luôn. Bây giờ mình thách hai bạn, mình chấp cả hai bạn mà xây được một lâu này cắt. Thôi các bạn, đây là bánh donut. Bánh donut dưới đây của xem. Đây là trái đất nè. Đây là than nước. Ôi trời ơi. Đây là hình ảnh Captain America đang cùng các bạn ở trước. Thang 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 thang. Nhưng mà đây là phần 3, không phải là end game. Đây là phần 3. Thang thang thang. Và bây giờ thì giới thiệu các bạn đến với cả một màn TikToker by chị em Hello Tim. Các bạn thấy chị em Hello Tim quay TikTok có đỉnh không? Và sau một hồi thì chúng mình đã quyết định là ăn trưa. Bữa cơm ngoài biển này thì lại phải ăn chay các bạn ạ. Bởi vì là bọn mình đang cố gắng ăn chay để cầu nguyện cho Simmy tai qua nạn khỏi để hết bệnh tật đấy. Nên là ai cũng ăn chay ra ngoài biển phải ăn chay. Các bạn nghĩ cảm giác của tôi không? Cảm giác lúc quay xe ra sao? Các bạn biết dấu hiệu của một người nghèo gì không? Là hai cái túi lòi ra đây. Dấu hiệu của người nghèo là hai cái túi nó lòi ra hai bên. Nhưng mà nghèo thiệt. Cái hết tiền hả cay? Hai túi nó lòi. Này, ăn cướp đi qua nhìn nó cũng buồn cướp của cay. Chứ nhiều khi nó không phải cho tiền. Ê, đi ra đường, ê, thôi, thằng nào đi ra đường mà để hai cái túi lòi đi chắc ăn cướp giật nó nhìn nó không mùi giật. Đứa nào ăn dưới? Đứa Phong ăn dưới Phong? Phong, ăn gì dưới? Ăn cặp luôn cái thìa đi. Timmy đúng không? Hả? Em không có cạp vậy đâu. Cái này là dấu hiệu của con vịt nó cạp nè. Sau một hồi nữa thì chúng mình cũng đã quyết định là quay trở lại biển. Và lần này có lẽ là một cái trận chiến kinh khủng khiếp. Các bạn đã từng bao giờ nghe đến câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh chưa? Và Phong Cần TV sẽ sánh vai cho Sơn Tinh lao xuống đánh nhau với cả Thủy Tinh. Cái đó. Ngoài biển thì cuối cùng cũng đã đến lúc mà mọi người nghỉ ngơi rồi. Thì trong thời gian mà mọi người nghỉ ngơi thì mọi người đã tiếp tục là ăn nốt cái phần cơm còn thừa lúc nãy. Thì bây giờ mọi người ăn thì thực sự ai cũng rất là đói luôn các bạn. Các bạn nhìn nhất là hội chị em kìa. Nhảy nhót và tắm biển nhiều, hội chị em đói vãi chuối. Và đây là chính là Sunnydale. Trời đậu xanh nó ăn. Ui. Nó ăn giống như kiểu là muốn ăn cả quả đất luôn nha các bạn. Cá mùi thì ăn rất là từ từ nhưng mà tốn anh em, từ tốn nha anh em. Caron cũng đang thưởng thức bữa ăn của mình một cách phong cách chuột hamster, cắn từng tí một luôn nha các bạn. Sau đó mình hỏi Cá Vui ăn ngon không thì Cá Vui bảo có nha anh em. Còn Phong Cận thì vẫn đang mải miết làm cái video TikTok. Cá Heo và Cá Mập bạn nào chưa coi thì nhớ lên TikTok coi ủng hộ cho Phong Cận TV luôn nha anh em. Mệt chưa? Chưa. Miết mà tao không biết chúng nó ra đây để đón xin đi phẫu thuật hay đi du lịch nữa. Chúng ta phải buồn lắm mọi người, chúng ta phải buồn lắm. Mặc nghiêm trang lên cho vừa làm việc. Chơi đi. Vậy đây, cho em quảng cáo lên mấy bạn ơi. Nhóm mua áo Hello Team mà shop Hello Team nha mọi người. Tao mệt quá. Ok, và có lẽ bây giờ cũng đã đến lúc mà bọn mình phải đi về rồi nha các bạn ơi. Bởi vì bây giờ cũng chiều tối rồi. Nên là chúng mình đang phải về trước khi trời lại đổ tối. Ok, thì có lẽ là đây sẽ là chuyến đi đáng nhớ nhất của bọn mình. Bởi vì sau chuyến đi này, mình sẽ phải đưa mèo Simmy đi Hà Nội để phẫu thuật. Bởi vì Simmy hiện tại đang vẫn giữ trong người một khối u gần 20cm, rất là lớn luôn nha các bạn. Và cùng chờ đón những cái vlog trên hành trình mình đưa Simmy đi phẫu thuật như thế nào thì nhớ chờ ngày mai nhá. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn lại các bạn trong video sau nha. Bye bye.